Xin chào quý vị Trân trọng mời quý vị nghe một bài viết của ông Phan Văn 30 tháng 4 1975 vì đâu đến nỗi Thưa quý vị đây là một bài nhận định của ông Văn Phan. Đã 45 năm qua kể từ ngày Việt Nam Cộng Hòa thất thủ và toàn bộ miền Nam tự do rơi vào tay các lực lượng Cộng sản Bắc Việt xâm lược vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những vết thương từ cuộc chiến tranh đó dường như vẫn còn rỉ máu vì chính sách tiếp tục chia rẽ và hận thù của Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, sách lược nạp mình cho quân tàu dưới ải năm quan của chế độ Hà Nội đang có nguy cơ. Chẳng chóng thì chơi xô đẩy toàn bộ đất nước Việt Nam vào vòng nô lệ của Cộng sản Trung Hoa. Có thể nói rằng nhân loại đã dành hết nửa sau của thế kỷ 20 và ít ra là hai thập niên đầu của thế kỷ 21 để khổ đau, hồ hởi, suy nghĩ, hồ thẹn, than thở, vật vã và ăn năn về biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ngày mà việt nam cộng hòa với nền dân chủ tự do non trẻ nhưng đầy triển vọng tốt đẹp đã bị cộng sản bắc việt xâm chiếm và đặt dưới ách nô lệ của một chế độ độc tài đảng trị sau hơn một thập niên phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền nam với một cái giá đắt chưa từng thấy trong lịch sử xét về tổn thất nhân mạng tài nguyên đất nước và luôn cả nền văn minh và văn hóa rực rỡ của nước Việt Nam nghìn năm văn hiến. 45 năm nhìn lại, gần nửa thế kỷ sau, khi đóng cho tàn của cuộc chiến tàn khốc đã hầu như lắng động và khi dân chúng Việt Nam từ Nam Chí Bắc đang rên xiết vì chế độ độc tài Cộng sản tại Hà Nội, hèn với giặc, ác với dân, liên tiếp tước đoạt tự do của con người và trả đạp nhân quyền trong khi vẫn tiếp tục đưa cả nước xuống hố sâu đại hán câu hỏi vì sao việt nam cộng hòa sụp đổ đã từng được trả lời bằng tiếng nói và dưới ngòi bút của biết bao nhiêu tác giả cả bạn lẫn thù ở hai bên bờ thái bình dương tuy nhiên vì đa số những câu trả lời cho vấn nạn nói trên đều đến từ những kẻ tự giành quyền trả lời thay cho người trong cuộc nhằm biện minh cho những sai lầm của họ trong cuộc chiến đã qua. Có thể nói là vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa mãn được tâm tư và tình cảm của dân chúng miền Nam tự do, nạn nhân trực tiếp của một cuộc chiến tranh mà xem ra chỉ để thỏa mãn tham vọng mù quáng của các lãnh tụ cộng sản chứ không hề có mảy may nào cần thiết cho cuộc sống và hạnh phúc của dân chúng miền Nam Việt Nam. Hôm nay, 45 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ, người dân miền Nam tự do cũ, dù đang ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, có thể vẫn cảm thấy cần có thêm một lời giải đáp nữa cho câu hỏi. 30 tháng 4, 1975 vì đâu nên nổi? Câu hỏi này được trả lời trước là để tưởng niệm anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân để bảo vệ miền Nam tự do trong suốt 21 năm trời tồn tại. Sau là để ghi nhận công lao của hàng trăm nghìn chiến sĩ và viên chức từng xả thân bảo vệ mảnh đất miền Nam thân yêu mà đang chịu cảnh đọa đầy qua bao năm tháng trong lao tù cộng sản sau ngày miền Nam mất đi. Và kế đó là để thắp một nén hương lòng tưởng nhớ hàng trăm nghìn thuyền nhân và bộ nhân đã bỏ mình trong quá trình vượt thoát gông cùng cộng sản. Và cuối cùng là để chia sẻ tâm trạng ưu tư, lo lắng và xót xa của những kẻ có lòng với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam trước viễn tượng toàn bộ đất nước Việt Nam thân yêu sẽ âm thầm, lặng lẽ, rơi vào vòng cai trị bạo tàn và nhăm hiểm của kẻ thù truyền kiếp Bắc Phương. Cộng sản Trung Hoa ngày nay chẳng cần phải nổ thêm một phát súng nào nữa như hồi những năm 1979, 1984 trận Lão Sơn và 1988 trận đảo Gạc Ma. Để nuốt chừng Việt Nam Bởi vì các nhà lãnh đạo cộng sản Tại Hà Nội Vì quyền lợi tối thượng Của đảng cộng sản Việt Nam Đã để cho Bắc Kinh nắm hết của cải Và tài nguyên đất nước Xuyên có bàn tay thâu tóm Nền kinh tế Việt Nam Của Hoa Kiều trong nước Cùng với đồng tiền vạn năng Mà từ lâu Bắc Kinh đã chi trả Để nuôi sống chế độ cộng sản Tại Hà Nội Trong đó có hai lực lượng võ trang có khả năng đập nát mọi cuộc nổi dậy chống chính quyền hiện tại là quân đội và công an cộng sản Việt Nam. Đó là các thành phần lúc nào cũng chỉ biết trung với đảng và lâu lâu lại tỏ ra hiếu với dân cho có lệ mà thôi. Sau đây, chúng ta hãy nói về một số nguyên nhân dẫn đến thảm họa ngày 30 tháng 4 Hầu hết các nguyên nhân được nói đến dưới đây về thảm họa ngày 30 tháng 4 là tổng hợp những gì mà một số chính khách, nhà văn, nhà báo, chiến sĩ, nạn nhân cuộc chiến đã đề cập tới trên sách báo và truyền thanh, truyền hình khắp thế giới từ gần nửa thế kỷ qua. Nhưng những nguyên nhân được ghi lại nơi đây đều có kèm theo những lời dẫn giải cho rõ ràng hơn và phù hợp với tinh thần của bài viết này. Thứ nhất, miền Nam Việt Nam thiếu ý chí chiến đấu so với miền Bắc. Bởi vì kẻ ở vị thế tấn công như Cộng sản Bắc Việt luôn luôn quyết chí chinh phục mục tiêu đã định. Trong khi miền Nam chỉ lo phòng thủ chống lại kẻ xâm lược từ bên ngoài mà lại không đánh giá đúng mức độ tàn bạo của kẻ địch trong trận chiến. Việt Nam Cộng Hòa vừa đánh kẻ ngoại xâm vừa cãi nhau với đồng minh và vừa giằng co với các lực lượng tiến bộ cùng các phần tử phản chiến trong nước trong khi miền bắc luôn luôn nhất trí trong hành động bởi vì miền đất này vỏn vẹn chỉ có một đảng duy nhất nắm quyền cai trị và ra lệnh cho toàn thể dân chúng trong nước răm rắp tuân theo hơn nữa như lịch sử cho thấy các chế độ độc tài vẫn dễ dàng xua đẩy dân chúng vào chỗ chết hơn là các chế độ tự do dân chủ thứ nhì nhân dân miền nam không biết đoàn kết chặt chẽ sau lưng lãnh tụ và cũng không răm rắp tuân theo mệnh lệnh của những nhà cai trị như dân miền bắc chỉ vì họ đang được hưởng một nền dân chủ tự do khá hoàn chỉnh so với một số quốc gia đang phát triển khác vào lúc bấy giờ chẳng hạn như Tân, Thái Lan, Trung Hoa Quốc gia, Đại Hàn, Nam Dương, Miến Điện, Pakistan, vân vân. Vì quyền tự do, miền Nam có hàng chục đảng phái khác nhau ngoài đảng cầm quyền và hàng trăm nhân vật đối lập với chính quyền của các Tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Trong khi miền Bắc chỉ có đảng ta mà thôi, và hầu hết các thành phần bất đồng chính kiến đều bị bắt giam, mặc cho các tổ chức nhân quyền thế giới tha hồ la ó. Thứ ba, nhìn bề ngoài thì nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa có vẻ phồn thịnh, và dân chúng miền Nam có vẻ ấm no hơn miền Bắc. Nhưng trên thực tế, cái phồn thịnh và giàu có đó tùy thuộc rất nhiều vào viện trợ Mỹ. Nền kinh tế tự túc, tự cường tại miền Nam khởi sự như thời đệ nhất Cộng Hòa và tiếp tục được trong mấy năm đầu của thời đệ nhị Cộng Hòa. Tiêu biểu là nhà máy xi măng Hà Tiên, mỏ than nông sơn, khu kỹ nghệ Biên Hòa, hãng dệt Vinatexco và Vimitex, kem Peklon và Hinos, xe hơi La Đà Lạt, v vân vân đã bị đình trệ khi Cộng sản Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam khởi động cuộc chiến tranh xâm lược và phá hoại của họ hồi năm 1960 khiến miền Nam phần nào phải nhờ vào viện trợ Mỹ để sống còn. Ngay cả khi mỏ dầu đầu tiên do hãng Pecton khoan thành công tại thềm lục địa miền Nam Việt Nam hồi tháng 10 năm 1974 cũng không kịp hoạt động sản xuất và phải cuốn gói ra đi khi Sài Gòn sụp đổ chỉ 6 tháng sau đó thôi. Nếu Hoa Kỳ hồi năm 1975 khôn ngoan hơn tí nữa mà không hấp tấp bỏ rơi miền Nam Việt Nam cho Cộng sản Bắc Việt thống trị và bỏ lại Biển Đông, tức là Biển Nam Hoa, sao China Sea, cho Cộng sản Trung Hoa ngon sơi, thì Việt Nam Cộng Hòa có thể vẫn còn tồn tại và lại còn giàu có hơn trước kia nữa. Bởi vì sản lượng dầu mỏ mà miền Nam Việt Nam để lại cho Cộng sản Bắc Việt bán ăn dần được đánh giá là khá dồi dào. Rồi đến đầu thập niên 1970, khi Mỹ bắt đầu tiến trình cắt giảm viện trợ, miền Nam Việt Nam không thể đứng vững được lâu dài nữa. Ngược lại, nền kinh tế miền Bắc tuy không phát triển cho lắm, nhưng được đặt trên căn bản tự túc và tiết kiệm tối đa cho nên không cần dựa nhiều vào viện trợ ngoại quốc dù là từ liên xô hay từ cộng sản trung hoa dân miền bắc có mức sống thấp kém hơn miền nam nhưng cũng nhờ thế mà sức chịu đựng của họ luôn luôn cao hơn người miền nam dân miền bắc có thể bất chấp gian khổ năm này qua năm khác băng rừng lội suối đội gạo kéo xuống vượt Trường Sơn vào Nam để chống Mỹ cứu nước. Thứ tư, chính vì là một đất nước có tự do dân chủ, miền Nam Việt Nam thường phải đối phó với nhiều rối loạn chính trị, làm cho tinh thần chiến đấu của quân và dân bị lung lay và xói mòn dần. Trong đó phải kể đến các cuộc biểu tình của sư sãi chống nạn kỳ thị Phật giáo thời Tổng thống Ngô Đình Diệm các cuộc làm loạn của sinh viên và dân chúng đem bàn thờ xuống đường để đòi tự trị cho miền Trung, những cuộc biểu tình của các phần tử Công giáo muốn làm chính trị để chống tham nhũng và của giới ký giả để phản đối việc đàn áp báo chí trong nước, vân vân. Ngược lại, tại miền Bắc. Chính quyền Cộng sản không ngần ngại dùng võ lực đàn áp và dập tắt ngay lập tức các cuộc nổi dậy từ trong trứng nước. Như cuộc nổi dậy của đồng bào Quỳnh Lưu năm 1956, hoặc cuộc thanh trừng các nhà văn và giới trí thức trong vụ nhân văn giai phẩm năm 1958. Và gần đây nhất là những cuộc tập hợp tưởng niệm các cuộc chiến tranh tại biên giới Việt Hoa Hồi năm 1979 Và tại vùng đảo Gạc Ma Ở Trường Sa Hồi năm 1988 Những cuộc biểu tình Chống công ty Phọc Một Sa Gây ô nhiễm bờ biển Việt Nam Hồi năm 2016 Tuy chỉ liên hệ tới vấn đề Bảo vệ môi trường mà thôi Cũng đã bị nhà cầm quyền Hà Nội Nhanh tay triệt hạ Thứ năm chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ thiếu quyết tâm bảo vệ miền Nam tự do khỏi nanh vuốt Cộng sản, trong khi Cộng sản quốc tế luôn thừa quyết tâm giúp miền Bắc chinh phục miền Nam. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì khác với các nước độc tài, đảng trị như Liên Xô, Trung Cộng, Bắc Hàn hoặc Cuba, Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, hệ dân chúng đã chán ngán chiến tranh rồi thì chính phủ trước sau gì cũng phải chấm dứt cuộc chiến và rút quân về. Các cuộc biểu tình phản chiến trên khắp nước Mỹ hồi thập niên 1960 đã làm suy yếu đi rất nhiều nỗ lực yểm trợ của Hoa Kỳ dành cho quân và dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống quân cộng sản xâm lược. Và lại, về mặt tâm lý, người Mỹ tuy ưa can thiệp vào chuyện người khác nhưng lại luôn luôn thiếu kiên nhẫn khi gặp phải khó khăn trở ngại do đó người mỹ đã bỏ cuộc nửa chừng tại việt nam khi cuộc chiến cứ kéo dài mãi đã thế bản tính của người mỹ bản xứ đã ít khi coi trọng lòng chung thủy với cả người tình lẫn bạn bè chơi với nhau thân thiết như thế đó nhưng dứt áo bỏ nhau hồi nào không hay Thứ sáu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tuy đã hùng mạnh hơn nhiều, mà đỉnh cao là vào hồi mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi họ lần lượt đánh bại các cuộc tấn công lớn của Cộng quân vào Con Tum, An Lộc và Quảng Trị. Sau khi được trang bị khí giới và chiến cụ tối tân hơn so với hồi lúc diễn ra trận ấp Bắc năm 1962, nhưng lại tùy thuộc nặng nề vào hỏa lực yểm trợ. Chẳng hạn từ trọng pháo hay phi pháo, khiến quân đội đó dễ bị suy yếu một khi đạn dược và hỏa lực yểm trợ suy giảm. Như những năm tháng sau ngày ký hiệp định Paris 1973 là lúc Hoa Kỳ khởi sự cắt giảm viện trợ quân sự và không cung cấp đầy đủ súng ống, đạn dược máy bay tàu chiến và chi tiêu quốc phòng cho việt nam cộng hòa như trước kia nữa để đối phó với cuộc chiến tranh du kích của cộng sản tại miền nam việt nam điều thiết yếu là hỏa lực của quân phòng thủ phải vượt trội quân tấn công bởi vì phía tấn công luôn luôn tập trung lực lượng đông đảo hơn và luôn luôn có lợi thế chiến trường khi họ chủ động về thời gian và địa điểm tấn công thứ bảy. Tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng hòa gần như hoàn toàn suy sụp sau khi chính quyền của tổng thống Ford rút hết quân chiến đấu Mỹ về nước và Quốc hội Hoa Kỳ từng bước cắt hết viện trợ kinh tế và tài chính cho miền Nam Việt Nam sau hiệp định Paris 1973. Ngón đòn cắt giảm viện trợ để gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam Cộng hòa phải nhường đất cho cộng sản hoặc gia nhập vào một chính phủ liên hiệp với phe cộng sản trên thực tế đã gây thiệt hại nặng nề cho nỗ lực chiến đấu chống lại cuộc xâm lược miền nam việt nam của cộng sản bắc việt việc cắt giảm mức tiếp tế đạn dược và quân trang quân dụng cho miền nam việt nam trong khi chiến cuộc đang gia tăng cường độ đã đặt các đơn vị quân lực việt nam cộng hòa vào thế hết sức bất lợi như từng được thấy rõ trong các cuộc tấn công lớn có, nhỏ có của Cộng quân vào tiểu khu Phước Long hồi cuối năm 1974 hoặc vào xã Khánh An ở Thới Bình thuộc tỉnh An Xuyên, Cà Mau hồi đầu năm 1975. Sau đây là hai nguyên nhân hiếm khi được nhắc tới. Còn hai nguyên nhân nữa khiến việt nam cộng hòa không đủ sức chống lại cuộc xâm lược của quân cộng sản từ miền bắc mà miền bắc được sự yểm trợ tối đa và liên tục của cộng sản quốc tế lạ thay lại rất hiếm khi được nhắc tới trong sử sách trên báo chí truyền thông và trong những phim ảnh liên quan tới cuộc chiến tranh việt nam đó là sự ngây thơ và lầm mê của thế giới trước những lời tuyên truyền xảo trá về cái gọi là thiên đường cộng sản cùng với cuộc chiến tranh giải phóng miền nam và bản chất tàn bạo của các lực lượng cộng sản trong cuộc xâm lược miền nam tự do về sự thơ ngây và lầm mê của thế giới trong đó có cả một số người việt nam nữa trước những lời tuyên truyền xảo trá của cộng sản quốc tế về cái gọi là thiên đường cộng sản và cuộc chiến tranh giải phóng miền nam tưởng cũng cần phải nhắc đến tên của các phần tử phản chiến các lãnh tụ chính trị ganh tị với nước mỹ và vô cớ thù ghét việt nam cộng hòa tại hoa kỳ và trên khắp thế giới như jen fonda john b tom hayden de gôn olof Pan, cũng như các sinh viên miền nam việt nam được chính phủ quốc gia gửi ra ngoại quốc du học. Trong đó có sinh viên Nguyễn Thái Bình là một, nhưng lại tuyên truyền chống phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa và đòi phải có hòa bình bằng bất cứ giá nào, mặc dù miền Nam Việt Nam không phải là kẻ gây chiến, mà chỉ là nạn nhân của cuộc chiến tranh xâm lược do Cộng sản quốc tế phát động. Còn về tính tàn bạo của các lực lượng cộng sản trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam tự do, xin hãy nghe lời của cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo trong cuộc phỏng vấn với đài BBC vào ngày 17 tháng 5 2015 do Nguyễn Hùng thực hiện. Tướng Đảo kể, một người cộng sản đã nói với chúng tôi thế này, các anh biết các anh thua, tại sao các anh thua không? không phải tại Mỹ bỏ cái gì hết cả mà tại anh không dám cầm súng anh bắn vô dân anh thôi còn tụi tôi có chuyện cần làm chúng tôi vẫn phải bắn thật không thể nào kể cho hết những hành động bạo tàn của đoàn quân xâm lược cộng sản qua các vụ như giết hại hàng loạt dân lành tại Huế hồi Tết Mậu Thân 1968 pháo kích bừa bãi vào xóm nhà dân tại Sài Gòn năm 1972, sát hại các em học sinh vô tội tại Cai Lậy năm 1973, nã đạn gây chết chóc cho thường dân trên đại lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị năm 1972, tấn công sát hại dân di tản trên liên tỉnh lộ 7B từ Pleiku tới Tuy Hòa năm 1975. Trong cuốn hồi ký chiến trường nhan đề hố chôn người ám ảnh của Trần Đức Thạch. Một cậu sĩ quan trinh sát thuộc tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341 Cộng sản Bắc Việt, có đoạn kể lại chuyện Cộng quân đã giết hại hàng trăm người dân vô tội tại một ấp trong tỉnh Long Khánh ngay sau khi họ chiếm được miền Nam Việt Nam hồi năm 1975. Theo truyền thống, quân lực việt nam cộng hòa luôn luôn bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân tại những vùng hành quân cho nên đôi khi chỉ vì thường dân và vướng víu với dân mà họ phải hứng chịu nhiều tổn thất trên chiến trường hoặc ngay lúc cả lúc phải di tản chiến thuật trong khi tự cổ chí kim luật chơi của chiến tranh vẫn là thắng lợi thuộc về kẻ nào tàn bạo hơn tại mặt trận Cảm ơn quý vị đã nghe.